Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Tiến Nghĩa ở công ty Oxygen. Mình là một chuyên gia về Google Network. Thì sau đây là mình muốn đưa những chia sẻ một số các cái cảm nhận về cái chuyến đi Singapore do B-Training tổ chức. Thì trước đây tháng 9 năm ngoái thì mình có được Google mời vào văn phòng ở Singapore. Mình đi cũng được 3 ngày. Trong 3 ngày đó mình đi chơi được buổi tối, nhưng mà thực sự đó là cảm nhận Singapore thì nhận Singapore là một đất nước rất là đẹp, văn minh, con người rất là lịch sự, nhưng mà không biết nhiều, cũng chưa từng đi xe điện ngầm. Nói chung chuyến đi kết thúc thì nó không để lại cho mình nhiều ấn tượng, chỉ ấn tượng về cái lối, về cái cách làm việc thôi. Nhưng sau đó thì các anh em nhân dân trong B-Training có rủ mình đi sinh do B-Training tổ chức du học nhân sinh khoảng 5 ngày thì mình cũng tham gia. Thực sự đó lúc tham gia thì mình luôn ở cái tâm thế là đã đi sinh rồi, nên là mọi thứ nó bình thường, mình nói là ở cho mọi người đi thì mình cũng đi cho vui. Nhưng sau đó thì qua 5 ngày đi, thực sự bây giờ thì mình cảm xúc rất là nhiều. Sau 5 ngày thì mình mỗi ngày mình đều có một cái trải nghiệm mới, và càng về sau thì càng nhiều trải nghiệm hơn. Thì cụ thể như thế nào, qua cái chuyến đi của B-Training thì mình mới biết cách. Đầu tiên là nó đi theo các cái trình tự. Đầu tiên là mình biết cách đi xe điện ngầm, mà mình biết cách đi qua cái trạm, đi mọi nơi. Nói chung là bây giờ mình có thể đi tất cả mọi nơi ở Singapore mà bằng hệ thống xe điện ngầm kết hợp với hệ thống xe buýt một cách dễ dàng, không có cần người hướng dẫn. Nói chung hệ thống chỉ đường của Singapore thì rất là good, nhưng mà mình không hiểu hết và mình không có những cái trải nghiệm thực sự cho đến cái chuyến đi này mình mới cảm nhận được hết. Bên cạnh đó thì cái chuyến đi này đúng thực sự ra là chuyến đi học, song song với việc mà đi học với các bạn thiên nhân ở một cái trung tâm hội nghị do các cái tỷ phú, các cái triệu phú người ta tổ chức, thì thực sự là đi chơi ở đây cũng là đi học, đúng nghĩa là đi học thì đúng rồi. Đến các địa điểm chơi và mình sống giống như là một người dân Singapore. Đến ngày thứ tư, thứ năm thì nghĩa cảm nhận mình đúng giống như là một người dân Singapore đang sống trên đất nước Singapore vậy. Điều này thực sự không dễ dàng, bởi vì ngay ngày đầu là mình đã bị ấn tượng bởi cái phong cách tác phong, cái cách đi lại, cái sự nhiệt tình khi mà mình gọi đường này. Nói chung họ rất là lịch sự, mình có va vào họ trước thì họ cũng xin lỗi mình. Tất cả những cái yếu tố đó dù nó rất là nhỏ nhưng mà nó để lại cho mình rất là nhiều cảm xúc và ấn tượng. Thực sự ra thì cái chuyến đi mình học được quá nhiều mà không thể nói hết trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu như chúng ta có cái cơ hội và chúng ta nên dành thời gian để tham gia cái chuyến đi này, thực sự nó rất là hữu ích. Và thực sự là mình đang chia sẻ và mình rất là cảm xúc, nhưng mà khó dùng từ để mà diễn tả được về những cái lợi ích mà chuyến đi nó mang lại. Mình chỉ có thể nói là cực kỳ vô cùng tuyệt vời, một chuyến đi vô cùng tuyệt vời, rất là nhiều trải nghiệm. Xin cảm ơn.